Bài 1. Trời, không nhớ bài này. Xin mời winner. Bài này là bài Tình Về Nơi Đâu của thầy Thanh Bùi. Thanh Bùi ạ. Em ơi em à, hắn đau lòng mẹ cha. Dạ 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 dạ. Chẳng hiểu sao cứ em mơ vô vọng. Được rồi. Được rồi. Em muốn rồi thì anh ấy cũng đi. Rồi xuống nào, rồi xuống nào, cả nhà mình tỉnh nào. Có 2-1. Xin mời Hana. Hana tỉnh dậy. Không sao mà em đây rồi. Không sao rồi em đây mà. Ủa sao trong lời hát là không sao rồi em đây mà. Người ta mới vừa hát không xong mà. Cái gì vậy? Em đừng sao vậy? Ủa em đừng sao vậy? Đánh nhau lên đây, đánh nhau lên đây. Người bà này kẹp Hana lại. Ok. Bây giờ chơi đi. Ủa Mỹ Tâm, chị Mỹ Tâm, Mỹ Tâm. Nghe giọng của chị Mỹ Tâm. Đây là bài Muộn Màng là từ lúc. Dạ. Ủa sao vậy luôn hả? Theo chị nghĩ winner sẽ biết. Nó cảm ơn lại. Lại nhạc hàng. Ê! Ê! Trời ơi! Trời ơi! Không ai biết đâu. Bài này mới. Chị biết nè. Mọi người đừng nhắc, mọi người đừng nhắc. Đó thôi chị. Không phải cái gì vậy? Ôi được ấm chưa? Xin mời bây giờ. Bài này tên là bài Hit. Màu tím, màu tím nè. Thấy màu chưa? Em bị bùng màu, em bị bùng màu. Nhảy lên nào. Nhảy lên, nhân. Phải đi bằng bay. Màu cam nha. Cam. Cam à? Nhảy nào, không nhìn màu nữa, nhảy ơi, nhảy lên. Đúng rồi. Xin mời mọi người ra khỏi bảng màu. Giờ là cuộc chiến của ba cô này. Ba cô gái của chúng ta. Đó, em gái hả? Đội xanh lá cây là còn chị Nico. Đúng rồi. Bây giờ chị Nico sẽ phải đấu với cả là hai thành viên của đội vàng. Rồi, gia đình tự hào về chị. Khó nha, khó nha. Bắt đầu. Rồi, đất ơi. Nhảy, không phải bắt lại. Yeah. Xin mời Việt Thi. Hiểu nhau nha, mình hiểu nhau nha, hiểu đó. Em ơi, nó bằng giấy, em đừng có làm mạnh quá. Nó. Xin mời. Ôi dồi anh ơi. Tôi suy nghĩ là chỗ đúng bạn luôn. Bạn Việt Thi. Đó. Bắn tín hiệu qua cho em rồi. Chết rồi. Không nhận được. Không nhận được. Chết rồi. Bắt nhầm tụi em nè, em biết rồi. Xin mời ba người quay lại. Woo. Tôi đến 1, 2, 3. Ba người cùng mở lát qua xem nha. Yeah. 1 2 3 Một người phá. Chế đào. Chết rồi. Chết rồi. Chắc chắn sẽ có một người phá.
không mang cái chuyện em được chọn cái nào không em không mừng cái nào cho chị chưa đúng rồi giống vậy chịu vui chứ em cũng không mừng cái nào biết là sao lấy cái nào không tại thấy nó thơm em thơm chị nào cũng thích ui ui định chọn cái nào thôi để định thôi em bây giờ là không định được rồi bây giờ xin mời để lại xin mời thành viên đầu tiên em đi mọi người em này không mừng cái gì đơn giản thôi nha em đơn giản thôi cái gì nó dễ dàng ờ từ rút kinh nghiệm từ bên kia đó hai đất hai ra nhanh gọn đi ui nhanh ui kia anh xem không được em xong rồi xin mời chị ôi sao nhanh em nghĩ em sẽ là lỗ hỏng đấy không thể xem à ôi rồi ôi rồi ôi rồi ôi mọi người cùng đến nào 1, 2, 3 rồi thấy là không muốn đổ rồi thấy là không muốn đổ rồi trời đất ơi em thấy gì thế nào chị tại sao em phá đội vậy tại sao mình cái đội phá em đi chán vậy em đi đi em đi bây giờ đi về với nhau đi về với nhau người con gái yêu thôi người con gái anh từng yêu sao rồi nhưng mà đúng. Mọi người, mỗi người có một cái kỳ diễu vị khác nhau. Ok. Động tác thứ hai. Hay sao cho anh? Trời ơi. Hai. Ba. Dễ quá. À. Ok. Một động tác thứ ba. Bad boy. 1, 2, 3 Bad boy đứng em hả? Còn mà này bad boy mới có chất xinh đó mà bad boy nằm tóc. Đúng rồi bad boy mà. Bad boy là phải nhảy đúng không? Bad boy là phải nằm tóc mà. Đi suy nghĩ. Ok, động tác. Đầu tư. Gangnam Style. Trời ơi. Ờ cái này khó. 1, 2, 3 Tình thương. Ê, không có tình thương. Tên một bên, tên một bên nè. Chứ hơi xẻo hả? Rồi, đó là 2 rồi nha. Ok, cô đang đứng lại. Ồ, em cũng được anh nha. Từ khóa thứ 5. Cái dễ nè. Vũ điệu cổng chiêng. 1 3 Ê, hơi cong nha, hơi cong tay. Hơi quẹo nha. Ok, 3 Chúng chị chắc chị mới biết là từ khóa cuối cùng.